Chào anh em, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng so sánh hai chiếc điện thoại là iPhone 6s và Samsung Galaxy S6s thông qua các cái phần thi khác nhau, bao gồm tất cả những cái chức năng chính này để đánh giá xem cái chiếc máy nào giành chiến thắng. Nhưng mà trước khi tiến hành ý, chúng ta hãy cùng điểm qua và giới thiệu nhanh về hai chiếc điện thoại này. Đầu tiên là Apple iPhone 6s là chiếc smartphone có cái tiêu chuẩn vàng cho các điện thoại thông minh. Nếu như bạn đã sử dụng iPhone 6s rồi ý, thì tính năng 3D Touch sẽ cho phép bạn làm được nhiều việc hơn bao giờ hết. Live Photo cũng mang lại những cái kỷ niệm của bạn với cái cuộc sống một cách rất là mạnh mẽ và sống động. Đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Nhìn sâu hơn về chiếc iPhone 6s thì bạn sẽ tìm thấy cải tiến nhiều hơn về phần cứng. Bạn phải nhìn thấy nó, bạn phải chơi với nó, lúc đó bạn có thể biết nhiều điểm mạnh và điểm yếu của nó. Tiếp đến là Android đã thực hiện Apple với thông số kỹ thuật vượt trội, và thực sự thì Samsung đã khiến nguyên tắc thiết kế trở nên tối ưu hơn trong chiếc Galaxy S6s. Lấy cảm hứng từ các cái tác phẩm của các thợ thủy tinh và thợ chế tác kim loại thủ công thì chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6s là sự kết hợp mượt mà của kính và kim loại, thiết kế ấn tượng với màn hình cạnh kép đầu tiên trên thế giới, những đường cong tuyệt mỹ và mặt kính rực rỡ. Ok, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tắt tất cả các ứng dụng chạy ngầm trên hai chiếc máy này và khởi động lại. À quên, vì trên iPhone thì không có cái tính năng reset nên chúng ta sẽ tắt đi rồi bật lại. Vậy là chiếc iPhone 6s đã khởi động lên trước. Chiếc S6s thì chậm hơn một chút. Tuy nhiên là thời gian cũng không đáng kể. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần so sánh. Để bắt đầu thì mình sẽ chấm điểm cả hai máy trên ứng dụng AnTuTu Benchmarks. Đây là một phần mềm đánh giá nói chung là ở Việt Nam rất là phổ biến. Tuy là không cho kết quả tuyệt đối nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng có một cái kết quả tương đối để so sánh cả hai chiếc máy này. Chiếc Samsung Galaxy S6s được trang bị bộ vi xử lý Exynos 7420 quad-core 1.5GHz, Cortex A53, quad-core 2.1GHz, Cortex A57, chip đồ họa là Mali T760 MP8. Còn trên chiếc iPhone 6s thì được trang bị bộ vi xử lý Apple A9 dual-core 1.84GHz, chip đồ họa Power VRG T7600. Vậy là Samsung đã hoàn thành phần thi trước, còn 6s thì đang về đích. Chúng ta sẽ cùng chờ để xem số điểm trên hai chiếc máy này. Vâng, như các bạn có thể thấy thì S6s có số điểm là 61k, trong khi iPhone 6s là sấp xỉ 59k, chênh lệch khoảng 2k điểm. Theo mình thì kết quả trên cũng một phần nào cho ta biết rằng hai chiếc máy này đúng là kỳ vọng địch thủ. Nhưng để chính xác hơn, chúng ta sẽ cùng bước qua phần thi thứ hai, speed test cũng như là quản lý giang để xem kết quả trên có đúng hay không. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử với game Advan 8, một tựa game có đồ họa nặng, thử xem cái chiếc máy nào sẽ vào game trước. Vâng, vậy là 6S đã vào trước. S6S thì chậm hơn một chút, nhưng mà không đáng kể. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem hai cái chiếc máy này, cái máy nào có thể load map nhanh hơn. Vâng, vẫn là 6S thắng các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử một vài tựa game khác. Nhân tiện đây thì cũng nói luôn về hai cái hệ điều hành này. Khi mà nói tới hệ điều hành Android của Google thì nó được biết đến là một hệ điều hành mở, bất cứ ai cũng có thể can thiệp vào do Google tạo dựng lên. Tuy không nổi tiếng được như hệ điều hành iOS của Apple, nhưng mà Android lại là hệ điều hành di động được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay bởi cái tính năng mở của nó. Hiện tại thì các nhà sản xuất hàng đầu của các dòng smartphone trên thế giới hầu như đều có ít nhất một sản phẩm dùng hệ điều hành Android, cùng với nền tảng khác mà họ phát triển dựa trên Android cho chúng ta cái khả năng chọn lựa sản phẩm đa dạng và giá cả hợp lý. Tiếp đến là iOS của Apple, là một cái hệ điều hành rất là nổi tiếng của Apple, được biết đến với một hệ điều hành có độ bảo mật cao cùng với giao diện khá là thân thiện. Hệ điều hành này thì cũng được chạy trên một loạt những cái dòng sản phẩm của Apple như là điện thoại iPhone, máy nghe nhạc iPod và cả máy tính bảng iPad. Nó cũng là một cái hệ điều hành có được cái độ tin cậy rất cao của người dùng, dễ sử dụng và có hệ thống kho ứng dụng đa dạng với chất lượng rất là tốt. Ngoài ra thì hệ điều hành này cũng luôn được cài đặt những phiên bản mới nhất, cho nên là cái việc cập nhật những ứng dụng cũng rất là dễ dàng và thuận tiện. Các sản phẩm của Apple thì cũng luôn chạy độc lập trên hệ điều hành iOS chứ không giống như các ứng dụng của Android. Cũng nhờ vào việc chạy độc lập trên Android mà khi xảy ra các cái lỗi thì các ứng dụng vẫn có thể chạy lại bình thường với việc chỉ cần khởi động lại ứng dụng đó. Nhưng mà điều này với Android thì không thể. Khi mà có một ứng dụng bị lỗi, bạn buộc phải khởi động lại máy. Điều quan trọng nhất tạo nên sự an toàn khi mà sử dụng hệ điều hành iOS là việc các nhân viên của Apple đều tự tay kiểm tra và đánh giá từng ứng dụng trước khi mà đưa lên cửa hàng App Store cho người tiêu dùng sử dụng. Apple luôn hướng tới những thiết bị cao cấp cho nên là giá thành của các sản phẩm tương đối cao. Nhưng dù vậy thì tốc độ giảm giá của các dòng sản phẩm lại tương đối chậm, trong khi các dòng sản phẩm smartphone Android lại có xu hướng giảm giá khá là nhanh chóng. Như các bạn đã thấy thì qua các phần thi thì có vẻ như là hai chiếc máy này không còn nghi ngờ gì nữa, đều có tốc độ xử lý rất là tốt. Tuy nhiên để đánh giá qua một cái thời điểm nhất định như vậy thì cũng chưa thể ra được cái độ chính xác hoàn toàn. Đây hẳn là hai chiếc smartphone có độ hoàn thiện cũng như là tối ưu nhất hiện nay. Mình nghĩ là không thể nói cái chiếc máy nào thắng được mà phải nói là một cái trận đấu hòa thôi. Vừa rồi thì mình đã so sánh hai chiếc 6S và S6s. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn like và subscribe cho Tech One Channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tech One, uy tín và giá trị đích thực.